Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Kaylee Sweet Home. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về khu vực mà mình đang ở có những gì và như thế nào. Bình thường thì giờ này mình đang đi chạy bộ, nhưng mà hôm nay sẽ đi bộ để quay video cho mọi người cùng xem. Mời mọi người cùng đi nha. Đằng trước cổng phía bên phải là hộp thư của mỗi nhà, tương ứng với số nhà và chìa khóa riêng để lấy thư từ. Phía trước cổng nhà mình thì không có bảo vệ ngồi trực, mà mỗi nhà sẽ có một cái remote control điều khiển từ xa để mở cái thanh chắn barrier này lên. Khách vô thì nó sẽ không có mở lên được, mà phải gọi chủ nhà ra mở. Và khi đi ra thì tự động nó sẽ bật cái thanh chắn lên. Bình thường thì ngoài đường sẽ ít tấp nập hơn so với Việt Nam vì có ít xe máy. Chủ yếu là mọi người thường tập trung đông ở shopping mall, hoặc là khu food court, khu ăn uống, hoặc là ở dưới những trạm tàu điện, hoặc là những chỗ đón xe bus. Ở đây mà mình chạy xe đạp buổi tối là mình phải gắn đèn trước đèn sau nha mọi người, không thì sẽ bị phạt á. Chỗ này là kế bên nhà mình. Mới đầu mình dọn về ở mình tưởng là chùa, nhưng mà thật ra không phải. Đây là một nơi giống như là đạo cao đài bên Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà cái này người ta dịch là mình tìm trên Google á, thì người ta nói là đạo Hồng Vạn. Mình thấy là trước và sau khi có dịch bệnh xảy ra thì vẫn ít có người đến, cho nên là mình cũng không hiểu là cái đạo này nó hoạt động như thế nào nữa. Mỗi ngày thì mình đi bộ vòng quanh cái khu vực nhà mình là tầm 2 cây số, và mình sẽ chạy bộ thêm 2-3 cây số nữa thì mới kết thúc cái chương trình thể dục trong ngày. Ở đây mọi người rất là siêng tập thể dục. Mọi người chạy bộ, đi bộ, chơi tennis, đánh cầu lông hoặc là bóng rổ rất là nhiều. Theo mình thấy là chạy bộ và đi bộ là hai môn thể thao dễ chơi nhất, bởi vì mình chỉ cần có đôi giày thôi rồi mình ra mình đi. Và nếu như mà ai khỏe thì có thể chạy. Và thường ở Singapore có rất nhiều sân chơi công cộng. Các bạn nhìn phía bên phải mình là sân bóng rổ công cộng. Và tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn thêm sân cầu lông và một vài cái playground là dành cho trẻ em chơi. Các bạn có thể nhìn thấy là ít xe máy, ít xe đạp ở ngoài đường, nhưng mà xe bus là vô số. Bởi vì hệ thống giao thông công cộng ở Singapore rất phát triển nha, cho nên là các bạn đi đâu cũng dễ dàng thuận tiện hết, không cần phải có xe riêng. Và nếu như bạn nào vẫn chưa biết sử dụng phương tiện công cộng như thế nào thì hãy nhắc đường link bên dưới. Mình đã có một video chia sẻ về cách sử dụng phương tiện công cộng ở đây. Chị này đang dắt thuốc cưng đi dạo nè mọi người. Nhà mình cũng đang định nuôi một con, nhưng mà không biết chừng nào có thời gian để nhận nuôi. Ở Singapore thì động vật cũng được xem là quan trọng như con người vậy đó các bạn. Nếu như mà các bạn nuôi mà không dành thời gian để chăm sóc, yêu thương và dắt đi dạo thì nó sẽ bị stress hoặc là trầm cảm. Mà nếu như hàng xóm hoặc ai đó biết bạn bạc đãi thú cưng của bạn thì họ sẽ báo cho bên hội động vật, và người ta sẽ đến làm việc với bạn và có thể là sẽ phạt bạn á. Các bạn có thể thấy là cây cối được trồng nhiều ở Singapore, cho nên là không khí rất trong lành và sạch, không bị ô nhiễm. Khu bên trong này là food court. Không giống như ở Việt Nam có những quán ăn ở ngoài đường. Còn bên này là khu ăn uống là phải tập trung vào một chỗ. Rồi người ta bán ở trong này có bàn ghế cho mình ngồi, hoặc là mình có thể mua mang đi. Và tùy theo cái khu vực mà bạn ở thì sẽ hoạt động theo giờ khác nhau. Ví dụ như khu food court chỗ này là người ta bán cỡ chừng 8-9 giờ tối là người ta sẽ đóng cửa. Còn có những khu mình thấy là
bán nguyên một đêm luôn. Khu vực xung quanh nhà mình ở thì rất tiện nghi, có chợ, siêu thị, trường học và một số tiệm tạp hóa. Ở đây người dân sinh hoạt rất là trễ, vì có người đi làm ra tầm khoảng 11-12 giờ đêm, cho nên là những siêu thị vẫn còn hoạt động. Và khu vực đằng trước bên tay phải của mình là sân đánh cầu lông. Đây cũng là một sân công cộng dành cho người dân. Phía bên này là mình có tiệm giặt ủi và phòng khám Planet. Và cái bên này là tiệm tạp hóa bán những món đồ nhu yếu phẩm. Phía trong kia là những ghế ngồi có mái che để thư giãn, để nói chuyện với bạn bè hoặc là người thân. Và nếu như các bạn buồn, muốn ngồi một mình thì vẫn ra đây ngồi được. Rất là tiện, không có ai làm phiền hết. Chính phủ ở đây rất coi trọng việc chăm sóc cây cối. Các bạn thấy những cái cây có cái thân rất là to, giống như những cây cổ thụ. Khi mà họ trồng một cái cây còn nhỏ, cái lúc lớn á, là họ chăm sóc rất là kỹ, đánh dấu tên, tuổi. Và khi mà cây có bệnh gì á, như là bị sâu đục thân chẳng hạn, thì họ sẽ chích thuốc để mà chữa cho cái cây đó, giống như là chữa bệnh cho một con người. Và khi những cái tán cây lớn quá thì họ có những đội công trình cắt tỉa đến để cắt tỉa bớt những tán cây, sợ khi mà trời mưa gió nó sẽ rớt xuống và đè người dân. Một điều cũng rất là thú vị khi mà mình biết được là họ sử dụng toàn bộ hệ thống tưới cây tự động được lắp đặt bên dưới lòng đất, cho nên là cây cối các bạn thấy phát triển rất là tốt, thân rất là to và lá thì rất xanh mướt. Tòa nhà phía trước có chữ màu đỏ là bệnh viện Farrer Park. Khu vực xung quanh nhà mình thì có rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ, ví dụ như là bệnh viện Elizabeth. Bệnh viện này rất nổi tiếng về điều trị những căn bệnh ung thư. Và đối diện bệnh viện đó là bệnh viện Than Thóc Sen, kiểu giống như là bệnh viện Chợ Rẫy của Việt Nam mình á. Ở Singapore thì có nhiều loại nhà. Thứ nhất là nhà HDB. Đây là nhà của chính phủ xây rồi bán cho người dân. Và thứ hai là nhà của các chủ đầu tư xây lên, được gọi là nhà condominium hoặc là apartment. Và dĩ nhiên thì nhà HDB sẽ có giá rẻ hơn so với nhà condo hoặc là apartment. Đây là bảng điện tử thể hiện số chỗ đậu xe còn trống để cho tài xế người ta biết mà người ta rẽ vào để gửi xe và có tính phí nha. Mà các bạn biết không, nếu như các bạn là người nước ngoài thì các bạn sẽ không mua được nhà HDB, trừ khi là các bạn đã được cấp thẻ BR là giống như thẻ xanh á, và chồng hoặc vợ các bạn cũng có thẻ giống như vậy thì mới mua được nhà HDB, bởi vì căn nhà là hai người đứng tên. Còn nếu như mà bạn là người Singapore mà bạn trên 35 tuổi
thì bạn mới mua được nhà. Còn đối với người nước ngoài, nếu như họ muốn mua nhà ở đây thì cũng có thể mua được, mà sẽ mua được condo hoặc là apartment với giá rất đắt. Ở đây thì mình thấy hiếm khi nào mà cúp điện và đèn đường thì được mở đồng loạt cùng một giờ. Và mình thường đi thể dục thì mình thấy tầm khoảng 7 giờ thì các bóng đèn nó sẽ tự động bật. Đường phố thì lúc nào cũng sạch đẹp. Ở đâu cũng vậy mọi người, sẽ có người này người kia, rồi thì biết giữ gìn vệ sinh chung, rồi thì hay xả rác. Nhưng mà thực tế thì thành phố này là thành phố được làm sạch, bởi vì chính phủ họ có những cái đội quét dọn đường phố, rồi lau chùi những cái thùng rác. Cho nên là mình thấy lúc nào đường phố cũng sạch đẹp, ngăn nắp, và đặc biệt là ít bụi, bởi vì họ trồng nhiều cây. Và mọi người thấy ở dưới đường rất là nhiều lá cây. Người ta có những cái máy thổi lá cây, người ta thổi vào trong những cái gốc cây để mà làm phân bón luôn. Mình đang đi với những mái che. Chính phủ làm ra những mái che này là giúp cho người dân đi lại đỡ phải bị nắng, bị mưa. Nhưng mọi người biết thì đa số là người dân di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc là xe riêng. Nhưng mà bên cạnh đó thì đi bộ cũng là phương tiện chính của người dân địa phương ở đây. Cho mọi người xem tấm bảng này. Đây là tấm bảng cập nhật tình hình số người bị sốt xuất huyết ở khu vực này. Hiện tại là 60 người rồi các bạn, và đang trong cảnh báo đỏ. Cho nên là nhà mình đã mua vài chai thuốc xịt mũi, để mà khi đi thể dục như vậy nè, mình xịt vô tay chân, chứ không thôi là nhiều khi nó cắn mình mà mình không có hay á. Xe đạp ở đây cũng là một phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân. Nếu các bạn chạy xe đạp á, là cũng phải tuân thủ theo luật. Các bạn phải gắn đèn trước và đèn sau đuôi xe nếu các bạn chạy buổi tối, chứ không có là bị cảnh sát bắt lại là phạt liền. Và xe đạp thì chỉ được chạy trên lề của người đi bộ, chứ không được chạy dưới lòng đường nha các bạn. Đây là thùng thư. Bên trái là Singapore là trong nước, và bên phải là other countries là mình gửi đi nước ngoài. Ở đây thì có rất nhiều thùng thư đặt ở khắp nơi để cho người dân dễ dàng gửi những thư từ chứng từ cho nhau, mà không cần phải đến bưu điện. Bởi vì bạn biết không, có nhiều nhà người ta ở xa bưu điện lắm, cho nên nếu như mà có những thùng thư vậy thì rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho họ. Bên tay trái của mình là sân tennis với khoảng 6-7 sân. Bạn muốn chơi thì phải đặt lịch trước. Ở Singapore, bất kỳ các dịch vụ nào thì cũng phải đặt trước. Ví dụ như là bạn đi khám bệnh thì cũng phải gọi đến và hẹn giờ ngày với họ trước. Trừ khi là bạn đi cấp cứu thì không cần phải đặt. Bên này là nhà sở hữu đất riêng, giống như ở Việt Nam của mình. Nhưng mà đối với Việt Nam á, thì như vậy là bình thường. Nhưng mà nếu như bên đây là giá rất là đắt và có từ lâu đời rồi. Video của mình tới đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn thích video này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Kylie Sweet Home để nhận được nhiều video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.